Bão Ma đã mạnh lên cấp 10 với sức gió từ 89 đến 102 km h giật cấp 12. Dự báo sẽ tiếp tục mạnh thêm và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong mùa mưa bão năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km. Khoảng đêm ngày 23 tháng 8, bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông từ chiều ngày 23 tháng 8 đã có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền nằm trong vùng di chuyển của bão cần nhanh chóng di chuyển về nơi tránh trú an toàn.